Xin chào mọi người, xem tuổi hôn nhân yêu đương đây là cái vấn đề mà đang được rất là nhiều người quan tâm và nó cũng khá là quan trọng. Bởi vì chúng ta biết là mình hợp đẹp với tuổi nào thì chúng ta sẽ tiến đến hôn nhân với nhau. Trước tiên là chúng ta nếu mà đang cái độ tuổi mà yêu đương thì chúng ta sẽ có ý thức hơn, cũng như là định hướng cái tuổi nào hợp thì đương nhiên là cuộc sống về sau sẽ hạnh phúc, an nhàn, giàu sang, phú quý. Còn nếu mà chúng ta có sự xung khắc tối kỵ thì chúng ta cần tránh. Và nếu các bạn đã yêu đương rồi thì dù ít dù nhiều thì chúng ta cũng có cái nhận thức, định hướng và có cái sự hóa giải cái xung khắc này. Dù ít là dù nhiều nhá, có thể hóa giải nên các bạn cũng đừng quá bi quan nếu các bạn phạm vào những cái tuổi mà tuyệt hay là xung khắc nhau. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tuổi Nam Mạng sinh năm 1996 nhé. Nam Mạng 1996, chúng ta sẽ làm gián hạn thủy, tức là mệnh thủy, và tuổi là Bính Tý. Và chúng ta sẽ xét cái độ tuổi hợp khắc cho hôn nhân của nam 1996 này. Mình sẽ giới hạn trong khoảng từ nữ sinh năm 93 đến nữ sinh năm 2004. Tức là hơn 96, nam 96 chúng ta 3 tuổi và kém chúng ta 8 tuổi nhé. Trong cái khoảng này thì mình sẽ có 5 yếu tố để chúng ta xét cái điểm hôn nhân hợp khắc. Đầu tiên là phải về mệnh ngũ hành này, về thiên can, địa chi, cung phi và niên mệnh nam sinh, và chúng ta tổng điểm vào đây. Năm cái yếu tố này là năm cái khái niệm để chúng ta xét cái sự xung khắc và hợp khắc thế nào. Mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn khi mà chúng ta từng đi vào từng cái yếu tố này của từng tuổi khác nhau nhé. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ về cái tuổi hợp nhất, hợp vừa và hợp và trung bình với cái tuổi nam sinh năm 1996 chúng ta. Nhìn chung ấy, về tình duyên của nam 96 thì có vẻ là hơi lận đận một chút. Chúng ta hợp thì ít nhưng mà xung khắc thì khá là nhiều tuổi. Đầu tiên là chúng ta sẽ hợp với nữ sinh năm 1994. 94 tức là hơn chúng ta 2 tuổi đó. Kết hôn với những người hơn tuổi thì đây là chuyện rất là bình thường rồi. Nữ 94 là sơn đầu hỏa, giáp tuất, tuổi tuất, khá là hợp với tuổi 96 chúng ta lắm. Về đầu tiên là chúng ta sẽ xét về cái mệnh ngũ hành. Mệnh ngũ hành là cái mệnh mạng mà chúng ta vẫn thường nói với nhau, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và nó sẽ xét về nam sinh, không phân biệt giới tính, chỉ là chúng ta cùng cái nam sinh đấy và có hai nam sinh liền kề nhau là nó sẽ giống nhau. Ví dụ như là 92 và 93 chúng ta cùng là mệnh kim và kiếm phong kim, 94 với 95 cùng là sơn đầu hỏa, và 96 với 97 là cùng giản hạ thủy đó. Về mệnh thì 94 chúng ta sẽ là sơn đầu hỏa, mệnh hỏa. Còn người chồng, người nam chúng ta là 96 sẽ là giản hạ thủy, mệnh thủy. Nó sẽ thuộc vào tương khắc nhau, bởi vì là thủy khắc hỏa. Nhưng mà cái tương khắc ở đây không phải là xấu nhất nhá, bởi vì là thủy là mạng của chồng, mạng mệnh của người chồng khắc với mạng mệnh của người vợ thì thuận và chấp nhận được trong hôn nhân. Thế sẽ xét tiếp theo phần thiên can và địa chi. Thiên can thì người chồng chúng ta sẽ là Bính. Cái cụm từ Bính Tý. Bính sẽ là thiên can này, Tý sẽ là địa chi. Địa chi là tuổi con giáp. Cũng như là 94 chúng ta là giáp tuất, giáp sẽ là thiên can, tuất sẽ là địa chi. Đó, chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản cái phần đầu nó là thiên can, còn phần sau là chỉ về cái chi và cái tuổi đấy. Bính và giáp nó bình hòa nhau, không xung không khắc. Còn tuổi địa chi sẽ là tuổi Tý và tuổi Tuất, thì hai cái con giáp này nó cũng bình hòa nhau nhá, vậy là chấp nhận được. Chúng ta sẽ xét ra phần cung phi và niên mệnh nam sinh của tuổi nữ 94 và nam 96 khá là tốt. Nó sự có sự tương sinh cho nhau, bởi vì là xét về trạch cung ấy thì người chồng chúng ta 96 sẽ là cung Tốn này, người vợ là cung Ly. Hai cái cung này mà nó kết hợp với nhau dựa vào bát trạch thì nó sẽ rơi vào cái cung là thiên y, cung tốt về sức khỏe này, trường thọ, mối quan hệ tình cảm trong gia đình cũng tốt, thuận lợi, cũng như là công việc làm ăn cũng được suôn sẻ, có tiền có của. Nên mệnh nam sinh nó thuộc về tương sinh cho nhau, chồng sẽ là mệnh mộc này, vợ sẽ là mệnh hỏa, mộc sinh hỏa, vậy là nó có lợi cho nhau. Nam 96 chúng ta với nữ 94 hơn 2 tuổi, đây là một cuộc sống hôn nhân khá là hợp nhau, tài lộc, con cái tốt, giàu sang, phú quý. Độ tuổi tiếp theo cũng là nữ mà hơn các bạn nam 96 chúng ta là 95, hơn 1 tuổi thôi.
9 năm thì chúng ta cũng tương tự là mệnh hỏa, sơn đầu hỏa và là ất hợi nhé. Ất hợi, ất sẽ là thiên can này, hợi sẽ là địa chi. Về mệnh thì tương tự như với các bạn nữ mà 94 với nam 96 đó. Người chồng chúng ta là mệnh thủy này, còn vợ là hỏa, sơn đầu hỏa mà. Nó sẽ có sự tương khắc nhau. Nhưng mà thủy khắc hỏa là mạng của người chồng, mệnh của người chồng khắc chế người vợ thì là bình thường, chấp nhận được ở trong hôn nhân. Bởi vì là người ta vẫn luôn quan niệm người chồng là người trụ cột trong gia đình này, người làm chủ trong gia đình. Thì người chồng có thể khắc chế, tiết chế người vợ của mình một chút ấy, thì đây là chuyện rất là bình thường thôi, sẽ giúp cho cuộc sống gia đình của chúng ta hài hòa hơn, êm ấm hơn và người chồng làm chủ. Xét sang phần thiên can và địa chi của nữ 95 với nam 96 chúng ta là nó bình hòa nhau nhé. Không hợp quá cũng không xung không khắc. Bính và ất này, cam bình hòa nhau. Tuổi thì là tuổi Tý và tuổi Hợi, nó cũng bình hòa nhau. Điều này là thuận, chấp nhận được. Phần cung nó cũng rất là tốt nhé, tương tự như với 94 và 96 đó. Chồng chúng ta sẽ là cung Tốn này, người nữ, người vợ sẽ 95 chúng ta sẽ là cung Khảm. Tốn và Khảm sẽ rơi vào cung sinh khí. Chiếu theo trạch cung thì sinh khí đây là một cái cung rất là tốt. Đó là sự vươn lên này, mượn tài lộc trong gia đình, danh tiếng này, tài lộc. Nói chung là cuộc sống hôn nhân khá là tốt và cái đường làm ăn ấy cũng thuận lợi nữa. Nên mệnh tham sinh thì nó tương sinh cho nhau nhá. Chồng là mộc này, người vợ 95 chúng ta sẽ là hành thủy. Thủy sinh mộc, mệnh của người thủy tức là người vợ sẽ làm lợi bổ trợ cho mệnh của người chồng. Điều này rất là tốt ở trong hôn nhân nhá, sẽ khiến sự kết hôn sau hôn nhân của các bạn sẽ êm ấm này, hạnh phúc, phát đạt. Người vợ sẽ bổ trợ, làm lợi cho mẹ của người chồng rất là nhiều, khiến cuộc sống gia đình của các bạn hài hòa và êm ấm. Tiếp theo, các tuổi mà hợp với nam sinh năm 1996 nữa thì mình sẽ kể đến là nữ mà sinh năm 1997 nhé. 97 thì tức là kém 96 chúng ta một tuổi. 97 sẽ là cũng là giản hạ thủy, cùng mệnh ngũ hành là mệnh thủy này và là đinh sửu, tuổi sửu. Cụ thể hơn nhá, người ta vẫn thường nói là hai cái mệnh thủy mà nó kết hợp với nhau thì nó sẽ vượng nhau, tức là tốt cho nhau. Thủy với thủy, nước với nước sẽ tạo thành một dòng nước mạnh lớn hơn. Mối quan hệ này nó sẽ tốt đẹp, đại cát đại lợi, hôn nhân sẽ rất là tốt. Phần can thì là bính và đinh. Bính Tý mà, và đinh sửu thì cái phần trước nói là phần thiên can. Bính và đinh chiếu theo sự hợp khắc của can. Can nó cũng có sự hợp khắc giữa hai cái can này nhá. Theo trong này thì bính nó sẽ hợp tân khắc nhâm, vậy là nó không hợp cũng không khắc với đinh này. Còn đinh thì nó sẽ hợp với nhâm khắc quý, vậy nó cũng không hợp cũng không khắc với bính. Hai cái can này nó bình hòa nhau, điều này là chấp nhận được. Còn phần chi, chi thì tuổi Tý và tuổi Sửu rất là tốt, bởi vì nó thuộc vào lục hợp. Lục hợp chứng tỏ là sự hợp nhau đó, tâm đầu ý hợp, gia đình hài hòa hạnh phúc, cũng như là đường con cái và công việc nó cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Phần cung thì chồng sẽ là cung Tốn này, vợ chúng ta sẽ là cung Trấn. Nó cũng rơi vào cái cung là duyên niên, là một cung tốt, duyên niên, phước đức, củng cố các mối quan hệ trong gia đình này và ngoài xã hội là tốt, tình cảm và công việc cũng thuận lợi. Niên mệnh nam sinh thì ở đây là hai mộc, lưỡng mộc thành lâm, người ta vẫn thường nói như vậy, vậy là nó tốt nhất. Lưỡng mộc chiết công danh, công danh phát triển này, con đàn cháu đống, gia đình hòa thuận hạnh phúc, vậy là sự kết hợp giữa 96 với 97, tức là nam 96 với nữ 97 khá là tốt đẹp nhé. Một độ tuổi nữa hợp với 1996 nam chúng ta là các bạn nữ mà sinh năm 2003 nhé. 2003 tức là kém chúng ta 7 tuổi, 7 tuổi tức là 2003 là quý mùi này, dương liễu mộc, mệnh mộc. Thì về mệnh ngũ hành thì chồng là thủy này, người vợ sẽ là mộc, nó sẽ tương sinh cho nhau nhé. Thủy sinh mộc mà, mộc đây là một sự hội ngộ rất là tốt này, may mắn, tài lộc. Về phần can thì nó bình hòa nhau, bính và quý. Địa chi
Tý và Mùi nó có hơi xấu một chút, bởi vì nó thuộc vào tương hại nhau, chứng tỏ là cái gia đình dễ có sự lục đục này, cãi cọ nhau không vui. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể hóa giải cái tuổi chi không hợp này, nó bị hại nhau này, bằng cách là chúng ta hãy tiết chế bản thân mình nhiều hơn, sinh con hợp tuổi để hóa giải sự xung khắc giữa khắc khẩu giữa bố và mẹ. Phần cung thì nó khá là tốt, chồng là cung Tốn, vợ là cung Ly, nó sẽ rơi vào cái cung là cung Thiên Y, là mối cung rất là tốt. Chủ đề về sức khỏe, trường thọ, sự may mắn, gia đình êm ấm và hài hòa với nhau, công việc thì thuận lợi. Nên mệnh nam sinh thì nó tốt nhá, tương sinh cho nhau. Chồng là mộc này, vợ là hỏa, mộc xanh hỏa. Mệnh của người chồng tốt cho mệnh của người vợ, tức là hai người chúng ta đều có sự bổ trợ lẫn nhau nhá. Tuổi nam 1996 chúng ta với nữ 2003 ấy, nhìn chung là khá là ổn, đẹp. Duy là chỉ có phần tuổi con giáp nó vào lục hại thôi, nhưng chúng ta cần chú ý hơn trong việc hóa giải bằng nhân tố thứ ba để cho cuộc sống hôn nhân nó hài hòa và hạnh phúc hơn nhé. Các bạn nữ mà sinh năm 2004 ấy, cũng là độ tuổi mà các bạn nam 96 chúng ta nên để ý, bởi vì đây là tuổi hợp của chúng mình nhé. 2004 tức là kém 96 chúng ta 8 tuổi, hoặc là tuyền trung thủy, nước suối trong, cũng là mệnh thủy đó, là giáp thân, tuổi thân. Cụ thể về phần mệnh sẽ là thủy, người chồng chúng ta là giản hạ thủy, còn người nữ ở đây là tuyền trung thủy. Hai thủy kết hợp với nhau sẽ là tương hòa nhau, là tương hợp nhau. Sự hội ngộ của hai dòng nước này là sự đại cát đại lợi, toàn vẹn với nhau. Hai dòng nước nhỏ sẽ vào với nhau thì dòng nước nó sẽ lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Về phần can thì nó bình hòa nhau nhé, bính và giáp bình hòa, không xung không khắc, vậy là ok được. Địa chi tức là tuổi giáp, tuổi Tý và tuổi Thân. 2004 chúng ta là tuổi Thân mà, giáp Thân, tuổi Thân, thì hai cái con giáp này nó thuộc vào tam hợp với nhau. Tam hợp là một yếu tố rất là tốt trong hôn nhân, đó là sự hòa thuận của các con giáp này, hòa thuận về tình cảm, cũng như là có chung những tính cách, sở thích, quan niệm sống với nhau ấy, khiến gia đình của chúng ta êm ấm, hài hòa nữa. Phần cung khá là tốt nhé. Chồng là cung Tốn này, nữ chí 2004 chúng ta là cung Khảm. Tốn và Khảm sẽ rơi vào cung Sinh Khí. Sinh Khí là một cung tốt, chủ đề về nó vượng tài lộc này, sức khỏe tốt, cũng như là công việc làm ăn nó phát lên, nó phát đạt lên. Phần nên mệnh nam sinh cũng tương sinh cho nhau, chồng là mộc này, vợ là thủy, thủy sinh mộc, mệnh của người vợ sẽ tốt và bổ trợ cho mệnh của người chồng. Điều này trong xem tuổi hôn nhân rất là tốt, bởi vì là vợ sẽ bổ trợ và làm lợi cho mệnh của chồng. Mộc ở đây là cây cối, thì đương nhiên là cần thủy, cần nước để nó sinh sôi và phát triển rồi. Vậy là tuổi nam sinh năm 1996 chúng ta lấy vợ sinh năm 2004 rất là hợp nhau nhé. Đó là một số tuổi rất là hợp trong cái khoảng từ 93 đến 2004 mình đã chia sẻ cho các bạn. Cụ thể mình tổng kết lại như sau. Tuổi mà chúng ta hợp nhất ý, là 97 này, Đinh Sửu kém chúng ta một tuổi này. Tiếp theo là 2003 tuổi Mùi, 2004 tuổi Thân, và các bạn nữ hơn tuổi là 94 và 95 nhé.